We continue with the series of lesson on the meta. Hôm nay thưa đại chúng, chúng ta sẽ tiếp tục học về cái meta. Mấy ngày trước chúng ta học biết meta là gì rồi, bữa nay chúng ta học cái cách để phát triển cái meta. First, we try to learn about the benefit of the meta. Here in the sutra, the Buddha says sleep well, wake up well, doesn't have the nightmare, all sorts of good things. Even the seeing the devas or seeing the angel. And later, after you die, you will be born in the deva or brahma plans of existence. So ở đây đó là ở trong kinh Tăng Chi á, Đức Thế Tôn nói những cái lợi lạc để mà phát triển được tâm từ. Nếu người có phát triển được tâm từ thì trước hết là ngủ ngon. Ở đây ai cũng thích ngủ ngon hết không? Ngủ ngon mà ngủ nhiều phải không? Thành thử ra là ngủ ngon chắc chắn là quý vị thích rồi. Rồi không có bị ác mộng. Và không có bị sanh vào những cái cõi thấp. Và sau khi chết á, thì có thể là sanh vào trong cảnh giới của chư thiên. Đấy, sướng chưa? Phát triển tâm từ là được rất là ưu lợi. Không có tốn đồng xu nào hết á. Tới tuệ tâm chẳng tốn đồng xu nào hết á, mà lại được rất nhiều ưu điểm. Thấy chưa? Tâm được an vui, giấc ngủ không bị ác mộng. Rồi tránh được rắn rết. Rắn rết nó thấy mình có tâm từ nó cũng bỏ. By the way, I give you the one lesson is during the Buddha time, lifetime. About 500 monks was disturbed by the Mara. And the Mara always frightened in the meditation. So the monk cannot concentrate. And they get back to the Buddha, ask the Buddha the reason. The Buddha say, because you didn't spread your metta, you didn't practice the metta, neither did you spread your metta to every beings. That's why they annoy you, they disturb you. And now if you come back, develop the metta, transmit the metta to the invisible ghost or maras, they will support you. Vào thời Đức Phật, trong kinh có chép lại một câu chuyện. Có 500 vị tỳ kheo vô trong rừng á, là ngồi thiền. Và cứ bị trong giấc thiền đều bị ma nó quấy nhiễu. Các ngài ngồi không được. Không có đến nào mà định được. Chạy về hỏi Phật. Phật nói tại vì trong lúc các ông thiền, các ông không có rải tâm từ. Không có phát triển tâm từ. Không có rải tâm từ cho những cái chúng sanh mà vô hình đó, côn trùng rồi chúng sanh vô hình, cho nên nó phá ông. Thì các vị đó nghe lời về phát triển tâm từ rồi rải tâm từ chia đều hết cho tất cả các cái chúng sanh, và cuối cùng là chính những cái ma quỷ nó phá thì bây giờ nó quay trở lại, nó ủng hộ. Thành thử các ngài được an vui và các ngài chứng A-la-hán. So through that story, we can see in meditation, sometimes you experience disturbance. Sometimes you experience some nervousness or something, visible or invisible. But according to the sutra, it's just mara, inner mara, outside the mara, because you didn't express or spread your metta or transmit your metta equally to everybody. So they are not happy, they disturb you. Trong kinh chép câu chuyện đó, và thông qua câu chuyện đó, chúng ta hy vọng học được bài học. Dẫu có ngồi thiền giỏi cách mấy mà không phát triển tâm từ, không trải cái tâm từ của mình cho tất cả những chúng sanh, kể cả ma quỷ, thì nó sẽ phá mình và mình rất khó để mà hành trì. Anybody here has experienced the same thing, disturbed by the many factors, including the invisible Mara or ghost.
Ở đây thưa chư vị, có vị nào đã có kinh nghiệm mà ngồi thiền mà bị nó quấy nhiễu, hoặc là vô hình hoặc là hữu hình, nó quấy nhiễu làm cho mình không tập trung được, mình tưởng rằng đó là mình thiếu khả năng hay là mình không có ý chí, nhưng mà không phải đâu. Nó ảnh hưởng bởi mấy cái con ma này đó, nó không ưa mình đó. Nó chọc, nó phá, nó làm cho mình ngứa ngáy, rồi khó chịu, rồi đó, nhớ nhà, nhớ này, nhớ kia, đủ thứ. Nó làm cho mình lăng xăng, không thể nào mà tập trung được. Cho nên đó, tâm từ rất là quan trọng. In the sutra, the story that the Buddha specifically command the Anan to teach the four what they call the four elements, supreme element, and try to cultivate it, and also deliver and express the metta to everywhere, for the four corners, four directions, up and down, that means about 10 directions. Câu chuyện ở trong Kinh Trung A Hàm, Kinh Thuyết Sứ, nó nói một thời đó là Ngài Anan dẫn một số tu sĩ trẻ lại gặp Đức Phật và hỏi nhờ Đức Phật dạy cho cái pháp tu đầu tiên, căn bản nhất. Đức Phật nói tu tâm từ. Tu tâm từ đi. Tứ vô lượng tâm, nhưng mà tu tâm từ trước. Tức là căn bản nhất của cái người tu là phải có tu tâm từ. The metta can manifest in the four facets or four exhibition feature. One, encounter the mind or the storage of the previous information. Two, encounter or solution for the non-discriminative mind. Three, transforming from one to another stage, from the beings to the Dhamma and the known or known visible or invisible causes. Four, accumulate all the karma, good karma. Ở trong kinh Trang Nghiêm á, thì nói bốn cái phạm trù từ bi hỷ xả của Bồ Tát á, ở trong đó cái tâm từ á, nó có bốn cái đặc biệt. Cái thứ nhất á, là nó dùng cái trí để nó trị các cái phiền não. Cái thứ nhì á, là nó cộng tác với những cái trí thiện á, cái tâm thiện á, để cho đạt tới cái mức độ cao hơn. Cái thứ ba đó là nó chuyển cái tâm của mình từ cái tâm thấp cho thành tâm cao, từ cái tâm chúng sinh mình dính mắc tới tâm chúng sinh thì nó chuyển mình thành ra cái tâm pháp, tức là chỉ dính mắc tới pháp thôi, rồi nó chuyển từ pháp cho tới thành là không có dính mắc gì cả, không có duyên gì hết. Literally, metta mean loving kindness, and citta mean knowing. So metta citta mean the knowing of the loving kindness. Chữ metta đấy thường thường dịch là tâm từ để cho dễ hiểu thôi. Thưa chư vị, metta có nghĩa là cái thương, mà hễ nói tới thương là có cái sự xúc động, có emotion. Và chữ citta đó là có sự phản ứng từ nơi đối tượng ở trong tâm, thì cứ tạm dịch nó là cái biết. Hoặc cái biết này rất là khó dịch lắm, tại vì nó có tới rất nhiều cách để mà biết, nhưng mà cứ tạm dịch nó là cái tâm hay là sự biết đi. Ở đây mắt thì gọi là sự biết của mắt, gọi là nhãn thức, đại khái vậy. Thì cái tâm từ này đó
nó là trước hết mình phải biết cái tâm từ nó đang phát hiện, và mình cầu mong cho nó có sự lợi ích cho mình và tất cả mọi người. Nghĩa ngữ nói theo vi diệu pháp thì tâm từ chính là tâm sở vô sân. Có nghĩa là sao? Nếu mà nói rằng sự có mặt của tâm từ thì không có mặt của tâm sân, đại khái vậy. Nhưng mà trên thực chất Đức Phật trong nhiều kinh sách Ngài cũng nói tâm từ, tâm sân nó là một, nó là hai mặt của đồng tiền. Mặt bên này trái, mặt bên kia phải, mặt bên này tâm sân, mặt bên kia tâm từ. Nhưng mà nó cùng ở trong cái đồng tiền đó hết. What the Buddha really mean is irrespective of whether the nature of the anger or metta, loving kindness, once you apply either or, you create a movement which in turn could create the energy. And once you have the energy, you run another course of your life cycle. Đức Thế Tôn thì nói rất rõ, bất kể là tâm từ tâm sân, nhưng mà khi có tác động thì nó tạo nên sự rung động, và có sự rung động thì là có phát sinh năng lượng. Mới có năng lượng thì kính thưa chư vị thì tiếp tục tái sinh, thêm củi lửa cháy tiếp, tiếp tục tái sinh thôi. Cho nên tất cả những cái niệm gì mà ở trong kinh Bắc Tông cũng như kinh Nam Tông đều nói vô niệm là như vậy đó. Even the Mahayana, a lot of sutra talk about the non-active. It's not inactive, but non-active thought. Trong cái cảnh giới, bên Bắc Tông cũng nói rất nhiều. Chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới mà không có một cái niệm nó sanh. Có thể cái niệm nó nằm lì đó mà nó không có tác động, cho nên nó không phát sinh. Giống như nó chết không bỏ được, nhưng mà có điều nó không có di động, cho nên không tạo nên năng lượng. Cảnh giới đó gọi là vô niệm. Vô niệm, mà vô niệm thì vô sanh, thế thôi. Còn niệm còn sanh. To simplify the matters, the Buddha gave four items here. Number one, not create a conflict. Number two, not to jeopardize your body. Number three, not to jeopardize your mind. And number four, always keep your mind and your body in harmony. Ở trong cái kinh sách thì Đức Phật dạy có bốn điều đại khái ở trong cái tâm từ. Thứ nhất là hễ có tâm từ thì không gây oan trái với nhau. Không gây oan trái với nhau. Therefore, in this daily life, if you meet someone who hates you, you know there's some conflict already, maybe in a past life, that manifested in this life, but the cause has been made or cultivated in the past life or in the past time, unconscious or consciously, you don't know. Và trong cái kiếp này, nếu chúng ta tự nhiên gặp một cái người nào chưa hề có quen biết, mới gặp người ta tự nhiên người ta ghét mình, người ta nói nặng nói nhẹ đủ thứ, đừng có buồn. Và nên nhớ lời Phật dạy là nó đã có oan trái từ tiền kiếp hoặc là cái lúc nào đó rồi mình không biết. Bây giờ nó phát sinh ra, kiếp này nó phát sinh ra thôi. Còn thực sự ra nó đã oan trái từ kiếp trước rồi. Mình chỉ thấy cái quả chứ mình không thấy cái nhân. Cái thứ nhì, không làm khổ thân. Thí dụ như ăn nhiều cũng khổ, ăn nhiều phải đi toilet nhiều, ngủ nhiều cũng khổ, ngủ nhiều trí óc nó đần độn, nó cứng ngắc ra. Có quý vị nào ngủ nhiều thì sẽ kinh nghiệm, nghĩ không ra nữa, tại ngủ đã quá làm sao nghĩ ra, không? Rồi là không khổ tâm, tức là đừng có lo lắng nhiều quá. Đừng có lo quá khứ, đã lỡ lầm. Đừng có lo tương lai. Tương lai tôi phải như thế này, phải như thế kia. Tương lai tôi phải đi lên sanh làm thảm phạm thiên, gặp 72 cô gái đồng trinh, vân 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 vân. Đừng có nghĩ tới tương lai. Don't think about the future. As soon as your mental formation creates
the future aspect in your mind, you are creating actually here karma and bhava. Here karma and bhava, which force you to the next life. Khi các bạn nghĩ bất cứ một cái gì trong cái đời sống bình thường thôi, ăn ngủ, mà khi các bạn có khái niệm về thời gian, lập tức nó đẩy các bạn là cái nghiệp, sự suy tư đó, ý nghiệp mà, nó sẽ đẩy sự suy tư đó theo cái hướng của tương lai và nó sẽ tái sanh thôi. For instance, if you think about the next meal, even though now we have only half an hour for a meal, for lunch, but if you think it, okay, what will I have for lunch? Immediately you train yourself to think about the future. And the future mind actually develop in that way. And very soon, at the end of your life, all of them accumulated and force you to the next life. Khi các bạn chỉ cần nghĩ tới trưa nay ta ăn gì đây, bây giờ 10 rưỡi rồi, 11 giờ là ăn, mà chỉ cần nghĩ đó thôi là ý nghiệp. Ý nghiệp nghĩ về tương lai, và khi nó thuần thục thì những cái ý nghiệp về tương lai nó sẽ chiếm hữu dẫn dắt các bạn khi các bạn thở hơi cuối cùng. Khi các bạn chết, nó là cái thói quen mà, lúc nào cũng nghĩ tương lai, thì lập tức cái ý tưởng tương lai là ta sẽ phải sanh về đâu, ta mang cái thân gì, lập tức là cái thân trung ấm lập tức nó nhảy ra và nó theo cái thói quen là cái nghiệp dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Cho nên chỉ biết ngay hiện tại thôi, đừng nghĩ tới trưa nay ăn cái gì. Mà không có cũng không sao, không có ăn cũng sao, đừng có nghĩ tới. Tại vì nghĩ tức là mình tập cho mình một cái nghiệp, nghiệp tương lai, ở trong ý, gọi là ý nghiệp về tương lai. Và như vậy nó huân tu, thì khi chết á, là nó đi tiếp tục tái sanh thôi. Tại vì mình đã huân tu hàng ngày là nghĩ tới tương lai mà. Tức là nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới kiếp sau. Lúc nào cũng nghĩ vậy. Cho nên bỏ cái đó đi. Cố gắng giữ thân và tâm lúc nào cũng bình thường. Đừng có sóng động quá. Thấy người ta ăn cái bắt đầu mình muốn ăn. Thấy người ta làm cái mình muốn làm. Thấy ta đi mình muốn đi. Có nhiều người ngồi đây mà nghĩ ngày mai sẽ đi đâu. Tất cả những cái đó đều là ý tưởng tương lai. Mà những ý tưởng tương lai đều nên tạo nên ý nghiệp về tương lai. Mà ý nghiệp về tương lai được xây dựng thì sẽ dẫn dắt tới khi chết phải tái sanh. Once you develop the future mind or mind expectation for the future, actually you create the energy, and that kind of energy will take you to another life. If you want to, that's okay. Nếu các bạn ưa thích tái sanh trong một cái kiếp nữa thì cứ việc chơi trò chơi đó, tức là tiếp tục nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới ngày mốt, mai tôi phải ở đâu, mốt tôi phải làm cái gì. Cái chuyện làm cái gì nó không quan trọng, nhưng mà cái hành vi đó, cái sự suy nghĩ đó, nó gọi là ý nghiệp, và nó tạo cho mình cái thói quen khi chết thở hơi cuối cùng, lập tức mình nghĩ đó, tôi phải đi đâu, tôi phải sanh vào đâu. Đấy, và cái đấy nó sẽ dẫn mình tái sanh. Nếu mình muốn tái sanh thì cứ chơi, nó đâu có sao đâu, không ai cản được. So, the suggestion for many practitioners always say, it's difficult for you to love your enemy. So in the first instance, you should love someone you really care, respect, and in harmony with, so that you can develop the metta easily. Tâm từ thì có nhiều vị hành giả nổi tiếng, các vị thiền sư đều đưa ra cái đề nghị, và ngay cả như ngài Buddha Gosa cũng có nói ở trong thân tịnh đạo, chọn một cái đối tượng mà mình kính mến, thương nó dễ hơn để mình quán tâm từ. Nếu mình chọn cái đối tượng là kẻ thù khó mà thương lắm. Bây giờ mình mới tập mà bây giờ cái người ta hành hạ mình mà bây giờ mình nói mình thương người đó, thương gì nổi. Càng ngồi càng thấy sân lên. Cho nên giờ tốt hơn chọn những cái người nào mà mình thật sự thương, thương mến, hoặc là những cái vị nào mình kính mến. Chẳng hạn như Phật, mình để hình Phật trước mặt
Mình đâu có anybody hate the Buddha. Ở đây có ai ghét Phật không? Chắc không có đâu ha. Thành thử để hình Phật trước mặt đó là chắc ăn nhất phải không? Để hình ông xã nhiều lúc còn giận ông chứ còn để hình ông Phật là chắc ăn rồi đó, không bao giờ giận ông hết. I'm sorry for all many men here, so I don't implicate anybody. Sư xin lỗi quý vị nam ở đây nha. Sư không có cái hàm ý là nói một cái đối tượng nào đâu. Nói chung chung vậy thôi, trong cuộc sống mà. There are three kinds of the metta, or three manifestations for the metta. One is kaya, another one is vachika, another one is manyo. It's all the body, the mind, the speech. Vachi is the speech, and kaya, the body. Say if you speak to somebody nicely, it's also the metta. Or you think about somebody and you think nicely, you think, what a pity if I can help. And that improve your or cultivate your metta. Khi các ở đây có ba cái Đức Phật nói là thân, khẩu và ý. Mà nếu thí dụ như các bạn đã phát triển được thân, khẩu, ý về tâm từ á, thì nó từ từ nó tác động lại hết. Thí dụ như trong ý thì chỉ cần nghĩ thôi. Ồ, cái người đó thấy người đó khổ sở quá. Tôi cầu nguyện sao cho người đó bớt khổ, cho người đó bớt đau đớn. Thí dụ như quý vị, for instance you see somebody, she was beaten by husband. You cannot do anything with their domestic fighting. So only thing you can do is spreading the metta. I wish she will be okay. I wish she will be happy. I wish her husband will love her, not beating her. That's all you can. But by wishing, you activate your mental power. The metta can be developed in different way, in the body, in the speech, or in the mind. So even in the mind, still have the consequent, very powerful consequent. Cách biểu hiện của tâm từ nó thông qua thân, khẩu, ý. Thí dụ như mình thấy một người phụ nữ nào đó bị chồng nó đánh tơi tả, thì mình á đâu có dám mà xen vào cái chuyện gia đình người ta, mình xen vào nó đánh mình thêm. Mình chỉ cần đứng ngoài thôi, cầu nguyện sao cho cô bớt khổ, cầu nguyện sao cho cô bớt đau, nguyện sao cho chồng cô thương cô đừng đánh cô nữa. Mình chỉ phát nguyện vậy thôi, chứ đừng có dửng dưng. Nếu là người tu, khi mình thấy ta đau khổ vậy, mình phải phát cái nguyện. Và chính vì khi mình phát nguyện như vậy là mình đang huấn luyện cái tâm từ của mình, đang phát triển tâm từ của mình. Thấy ta đau khổ, mình kể cả sinh vật nữa, con chó con mèo thấy đau khổ, nó nói mong cho nó hết khổ. Dĩ nhiên mong làm sao được, nhưng mà mình khi mình tập như vậy thì mình đã phát triển tâm từ. When you develop the metta in different way, even the manual you can do it. You can say, I wish she will be okay. So the benefit come back to you. You develop and cultivate and maintain the high levels of metta. Khi các bạn chỉ cần có cái nguyện, có cái ý mong cầu cho người ta được hạnh phúc, mong cầu cho người ta được an vui, là các bạn đã phát triển được cái tâm từ của mình rồi. Cái đó lợi cho mình thôi. Còn cái chuyện người ta, cái nghiệp người ta bị chồng đánh thì nhiều khi kiếp trước đánh chồng rồi bây giờ chồng nó đánh lại thì cái chuyện đó là bình thường thôi. Chuyện nó cũng đâu có gì thắc mắc mà không có dính líu gì tới mình được hết á. Tại vì cái chuyện đất nước nào cũng vậy, hai vợ chồng nó đánh nhau mà nhảy vô nó đánh bể đầu mình á, vô duyên mắc mới gì cả cái chuyện đó. Cho nên mình chỉ có ao ước thôi, mình phát nguyện, mình thấy nó đánh nhau quá mình phát nguyện, ước gì nguyện cho người đàn bà được mạnh khỏe, được vui, không bị đánh đập, nguyện cho người đàn ông đó không có hung dữ để đừng đánh vợ, vân vân. Và khi mình tập như vậy ở trong cái tâm của mình thì mình thực sự mình đã phát triển được cái năng lực gọi là ý từ rất quan trọng lắm. Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp mà. The Buddha in the Dhammapada he specified clearly already. Manyo precede any dhamma action. Đức Phật đã nói rất rõ, ý dẫn đầu các pháp.
Cho nên nếu mà mình có cái ý thiện thì là cái pháp thiện nó sanh ở trong tâm mình. Nó không sanh nơi người ta đâu. Don't wish that she will be okay. You don't have that power. Even the Buddha cannot do it. Đừng mong rằng khi tôi nguyện như vậy thì cô đó sẽ hết bị chồng đánh hay chồng thương. Điều đó hiểu lầm. Ngay cả Đức Phật cũng làm việc đó nữa được. Hai đứa nó đánh nhau, dân chúng đánh nhau, Đức Phật can còn không được. Ngay cả như khi dòng họ Thích bị tàn sát, Đức Phật can cũng đâu có được đâu. Cho nên đừng mong rằng tôi chỉ cần đọc thần chú nguyện rồi chồng nó không đánh vợ là cái chuyện đó là hoang đường, không bao giờ có. Không? Nhưng mà trước hết nó có phát triển được tâm từ, tại vì như vậy mình đã thương yêu, mình đã lo lắng, chăm sóc cho những cái người đang khốn khổ. Nó phát triển cái tâm từ của mình. The critical point here is the intention. The Buddha said intention is karma. And if you want to experience Nibbana, the first thing you have to develop good intention. And good intention, one of the features of good intention is metta. See? Nếu các bạn muốn vào Niết Bàn, thể nhập được Niết Bàn, thì tâm của các bạn phải trong sạch. Và để cho tâm trong sạch, thì phải có ý trong sạch. Mà ý trong sạch, một trong những yếu tố để có ý trong sạch, đó là tâm từ. Các bạn phải có tâm từ, thì cái ý nó mới trong sạch. Nếu cái tâm dửng dưng thấy ta đau khổ mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến, thì coi như không có tâm từ, mà gọi là tâm bất thiện. Và như vậy không có mong gì mà ngồi thiền mà nó vào Niết Bàn được, tại vì nó không có tâm từ. Đức Phật đã nói rất rõ, muốn vào sơ thiền phải phát triển tâm từ. Ngài khẳng định rõ ràng như vậy. Cho nên người không có tâm từ, tức là người không quan tâm tới các hiện tượng gì xảy ra chung quanh mình, mặc kệ nó. Nó chết kệ nó, con mèo chết kệ nó, con chuột chết kệ nó. Mình không khởi cái quan tâm gì tới nó, không có phát triển được tâm từ. Thì Đức Phật nói rất là khó để cho những cái loại người như vậy mà có thể vào được trong sơ thiền. When you read a history during the Buddha lifetime until now, many monks who achieve arahant have the great compassion, great metta. Các bạn cứ nhìn lại trong kinh sách đi, vào thời Đức Phật cho tới bây giờ cũng vậy. Các vị mà gọi là thánh tăng đều có cái tâm từ rất là rộng lớn, thương từng con chó con mèo, thương kể cả những người đó, đánh đập các ngài cũng vẫn thương nữa. I recall the Punya. Before he went away to the another country for preaching the Buddhism, the Buddha asked him that vicinity, the people living in that vicinity is very violent. They may kill you. When you go there, they beat you and they insult you. What would you say? Punya said, I will thank them because they haven't stepped on me or killed me. And when the Buddha said, if they step on you by a knife and kill you, what would you respond? And Punya said, I appreciate that. I thank them too because they released me from the suffering on this life. Câu chuyện của Ngài Phú Lâu Na với Đức Phật khi Ngài xin phép đi Hoàng Pháp ở Biên Cương, cái vùng biên địa rất là khó khăn. Dân chúng ở đó nó rất ghét Đạo Phật. Ông nào tới nó cũng tìm cách đánh đập. Không ai dám tới hết. Nhưng mà Ngài lại xin tới. Đức Phật hỏi nếu như ông đến đấy người ta đánh đập ông thì sao? Ngài nói rằng nếu người ta đánh đập con thì con cảm ơn họ tại vì họ chưa đâm con. Đức Phật hỏi nếu họ đâm ông thì sao? Con cảm ơn họ tại vì họ đâm con mà chưa đâm con chết. Rồi Đức Phật hỏi nếu người ta đâm ông chết thì sao? Con cảm ơn họ tại vì họ đã giải thoát ra con ra khỏi cái sự đau khổ của cái thân này trên trần gian. Tâm của các vị mà tu tập á, cái tâm từ nó rộng lớn tới mức như vậy đó. Bị đâm chết rồi mà vẫn là hoan hỷ như thường. And the hidden point here is not about suffering or the wisdom to become arahant. But the point here is as soon as you see you develop the compassion and metta and compassion to the
advanced level. How can you do it? The only way is you cause destruction of self, no more self, and then you can have the metta. And that is the secret point whereby you can attain the arahant. Làm sao để các bạn có thể phát triển được tâm từ và ít lợi ích tâm từ gì trong cái việc tu học? Ở đây cái điều bí mật là khi các bạn phát triển tâm từ, quan tâm tới mọi người, quan tâm tới mọi việc, đều thấy sự bình đẳng yêu thương, là ngay lúc đó các bạn đã phá vỡ cái ngã. Tại vì chỉ có phá cái ngã đi thì mới có thể có tâm từ lớn như vậy được. There's no mind, no my body, no I, nothing. Only love. Love is transition. Love is a process of activity. Cái tình yêu đó nó không phải là cái thực thể mà nó là một cái tiến trình. Tiến trình từ tồi thành tốt, từ tốt thành tốt hơn thành cao thượng thành thánh. Và trong cái tâm thức nó chuyển hóa như vậy, tức là nó đã từ bỏ được cái ngã, nó không còn thấy cái ngã nữa, thì nó mới yêu người ta được như vậy chứ, nó mới thương người ta được như vậy chứ. Nó mới quan tâm tới người ta chứ, quan tâm tới những sinh linh chứ. Cho nên cái biểu hiện bên ngoài là tâm từ, nhưng mà thực sự bản chất bên trong cái mấu chốt để thành đạo, để chứng đạo là phá được cái ngã. Chỉ khi các bạn phá được cái ngã, các bạn mới có tâm từ. Mà chỉ có khi nào các bạn dùng cái tâm từ, các bạn mới phá được cái ngã. Nó như cái vòng tròn vậy đó. Dùng tâm từ phá cái ngã, và phá cái ngã thì mới phát triển được tâm từ. Nó cứ như vậy nó xoay vòng, không có cách nào khác. Phật dạy rất rõ. Cho nên chúng ta phải tu cái tâm từ, thương yêu tất cả mọi người, dẫu người ta có lỗi lầm, rồi thương yêu tất cả cây cỏ, thương yêu côn trùng, đừng có sát hại nó. Và chỉ bằng cách đó chúng ta mới phá được cái ngã của chúng ta thôi. Tại vì cái ngã nó, how do you know the self? From what point of view? What is the self? Self always have the selfish. Khi nói tới ngã là nó dính đắc tới ích kỷ. Mà khi các bạn muốn phá cái ích kỷ thì phải phá cái ngã thôi. Phá ích kỷ là phá ngã. Muốn phá ích kỷ thì phải có tâm từ, phải thương yêu người khác thì mới dám đem cho những cái gì mình có chứ. Và cứ như vậy, thí dụ vậy đó, là các bạn sẽ hiểu. Mà hãy phá được cái ngã rồi thì chứng vào dòng thánh thôi. Metta is a dynamic process of self-destruction. Metta đó, cái tâm từ đó, là một cái tiến trình năng động, tiến trình luôn luôn nó có dao động, chứ nó không có đứng một chỗ, nó đi tới đi lui, nó trồi, nó thụt, để phá cái ngã. Cho nên khi các bạn, sometimes you can cause destruction to self, and sometimes the self's identity keep coming back, because you are just a little bit relaxing or ignorance or skipping in your practice. Cái tâm từ đó là một cái tiến trình năng động để phá cái ngã. Mà vì nó là tiến trình năng động, cho nên có khi nó trồi lên, có khi sụp xuống, có khi nó chạy tới, có khi nó chạy lui. Cho nên có khi các bạn thấy được cái người ta các bạn thương thì lập tức tâm từ nó có và phá được cái ngã, bớt đi cái tính ích kỷ. Nhưng rồi cũng có những lúc các bạn thấy cái chúng sanh nó đau khổ, các bạn bỏ mặc nó, không quan tâm, hững hờ thì tâm từ nó không có, thì cái ngã nó lại ích kỷ, nó phát sinh lại, thấy không? Tại mình ích kỷ cho nên nó mới hành động như vậy. Nếu mình không ích kỷ mình đâu có làm vậy, thấy không? Đâu có phải thấy con chó con mèo chết rồi cái mình thấy nó bệnh, mình thấy mình không có đau đớn, mình không có chia sẻ được cái cảm giác của nó, tâm từ. Mà khi các bạn có tâm từ rồi thì các bạn không thấy cái nỗi đau hay là nỗi khó chịu đó là của mình, mà của tất cả mọi người, của tất cả chúng sanh, không có phân biệt gì hết á. Bão lụt cũng cảm thấy tội nghiệp biết bao nhiêu người đói khát. Quý vị ngồi đây, quý vị may mắn, biết bao nhiêu người đói khát không có ăn uống. How many people subject to the natural disaster in many countries, not just Vietnam? According to statistic, about 500 million people is now vulnerable to the natural disaster. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hiện tại
có khoảng 500-600 triệu người đang màn trời chiếu đất vì là thiên tai. Chưa nói chiến tranh, nói thiên tai thôi đó. Đói, khát, không nhà, không cửa, 500-600 triệu người. Các bạn may mắn quá phải không? Are you so lucky? Think about it. Then you can develop the meta. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi quá may mắn và từ đó các bạn mới có thể chấp nhận được những hoàn cảnh mình đang có hiện tại. You will be satisfied with what you have, where you are, whatever condition you have. And you never have the fighting between the mind and the body. Nếu các bạn nghĩ được như vậy, đã 500-600 triệu người, người ta đang đói khát, không có thuốc men, không có nhà ở, chết mòn. Mà chúng ta có đầy đủ như thế này, và chúng ta vui với những gì chúng ta có, thì các bạn dễ dàng chấp nhận những điều kiện hiện tại mình đang có, dẫu là nó khó khăn. Bây giờ nhiều lúc mình nói, con theo sư mà sư cứ bắt con không ngủ hoài. Hay một ngày có 3 tiếng hồ, con ngủ đâu có đủ. I usually told you, sleep only 3 or 4 hours. And you get angry, you say, you don't want to see me because I keep forcing you to do it. But when you look around, 600 million people, they even don't have time to sleep because they nearly die. No food, no water, no medicine. What are you thinking? Và khi các bạn thử nhìn đi, trên trái đất này 600 triệu người, không nhà, không cửa, không thuốc men, không gạo, không nước uống, chết khát. Thì các bạn thấy rằng là cái thời giờ mà 3 tiếng, 4 tiếng ngủ của mình, tâm từ mình để đâu? Đấy. Đó là những cái cách để mình nhìn, để mình phát triển tâm từ. I don't mean you have to stop sleeping, but I mean you have a different views about sleeping. I mean reorientation of your sleeping. Ở nơi đây, sư không có đề nghị quý vị không ngủ đâu. Nhưng mà sư đề nghị quý vị đừng có dính mắc tới cái ngủ nhiều quá. Phải nhìn lại biết bao nhiêu người màn trời chiếu đất đói khát, chết khát, hàng giờ đều chết, mong có nước uống. Mà các bạn ở đây có đầy đủ phương tiện. Thế thì ngủ để làm gì nếu mình không có tâm từ? Hãy nghĩ lại những người như vậy để rồi mình khởi cái tâm từ. Đây là xây dựng tâm từ. Chứ còn cái chuyện người ta chết vì cái nghiệp người ta, mình làm gì được? What can you do for them? Nothing. Even the Buddha cannot do it. Chúng ta làm gì cho họ được? Cái nghiệp của họ mà. Cái nghiệp của họ kiếp trước làm ác thì kiếp này nó đói, nó khát. Chúng ta chẳng làm gì được, Phật cũng không làm gì được. So if we misbehave, we don't develop the metta, next life, you enjoy suffering. Nếu kiếp này chúng ta không thực hành tâm từ, trong cái ý chúng ta đã không có ý từ, thì kiếp sau chắc chắn là chúng ta chịu sự đau khổ thôi. Nhân quả rõ ràng lắm, không có chạy đâu được hết á. Đừng tưởng rằng là tôi ngon lành, rồi kiếp sau tôi ngon. Kiếp sau sẽ chịu sự đau khổ. The important point, very interesting here, is the Buddha teaching say, if you contemplate of anicca, and with the metta, you achieve the anagami. You see? You don't need to go through the sotapanna, but only by contemplation of the anicca, with the metta, supporting by the metta, and then you can get to anagami. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, các bạn có thể tới Anaham không cần phải thông qua Tư Đà Hoàn, với điều kiện cái sự hành trì của các bạn được yểm trợ làm giàu bằng tâm từ, năng lượng từ. Nếu năng lượng từ quá mạnh thì các bạn đi nhanh lắm. Có khi không cần phải, có nhiều khi đến Tư Đà Hoàn rồi mà không biết, rồi nó nhảy sang Anaham. Do you want to get quick to the Arahant, or you just want to stay here because you enjoy it? Các bạn muốn thành A-la-hán nhanh, hay là các bạn muốn tiếp tục ở đây vui chơi, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, không? What do you want? You want to be lay people, enjoy the relationship with husband and wife, son and daughter, mother and son, and then you suffer as a consequence because everything is impermanent. Your father will die, your husband will divorce you, or he will die, and then even you yourself will die, and you enjoy suffering. You want to get into Arahant because Arahants will not be reborn again, and he
has no suffering at all. You want to be something like that or you just want to enjoy the suffering? Ở đây câu hỏi là các bạn có thích là A-la-hán không? Tức là không còn tái sanh nữa, không còn khổ đau nữa. Hay là các bạn ưa thích những cảm xúc dục lạc? Có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con. Và để rồi á, con nó cũng chết, chồng nó cũng ly dị hoặc nó chết. Rồi chính bản thân mình cũng chết. Mà mỗi lần chết thì Đức Phật nói sanh già bệnh tử đều khổ và thưởng thức cái khổ. Các bạn muốn cái khổ đó không? Hay là các bạn muốn nói thôi, con đi theo Phật để con chấm dứt khổ? Tùy các bạn. In the Dhammapada, Dhammapada Buddha specified in one verse, he said, there's only two ways. One lead you to the Nirvana. Another one lead you to the sixth realm to enjoy the suffering. So your choice. Đức Phật dạy trong cái kinh Pháp Cú, này các chư tỳ khưu, có hai con đường, đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hãy ghi nhớ rõ ràng. Các bạn muốn chọn đường nào? Muốn chọn thưởng thức cái đau khổ của trần gian, quay lại đây để có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh, có chị, có em, để rồi mọi người cũng phải chết, có ai không chết? Để rồi mọi người cũng phải chết và mọi người cũng đều đau khổ. Có thưởng thức cái đó thì cứ tiếp tục chơi. Còn một con đường khác đưa tới vô sanh, tức là giải thoát hết. Cho nên đó là sự chọn lựa. Nếu cứ thích dính mắc thì tiếp tục tái sanh để rồi đau khổ. Và rồi không ai vượt qua khỏi cái thần chết. Hằng ngày chúng ta tu ngồi thiền, cái bài cuối cùng không ai vượt ra được thần chết hết. Và chúng ta cũng biết vậy. Và chúng ta biết chúng ta sẽ chết, không biết lúc nào. Và rồi chết là hết, không có còn cha, còn mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em gì trong cái chết hết á. Nó chỉ còn có cái xác nằm ì đó đó thôi, chờ đem đi chôn hoặc đem đi thiêu thôi. At your death, there's only one body waiting to be cremated or waiting to be buried under the ground, nothing else. Khi chết thì nó chỉ còn có cái xác và chờ đem đi chôn hoặc là đem đi thiêu thôi. There's no sympathy from your friend, your father, your mother, whoever, even your husband, your beloved husband. You think he loves you or she loves you. Okay. How long they will wait after you die to be single? How long they will be single? Or after year, 2 years, they remarry again? Các bạn thử nghĩ đi. Có những người chồng vợ nó thương nhau lắm. Nhưng mà nếu giả sử như mình chết đi, cái người phối ngẫu của mình sẽ chờ mình bao lâu? Chờ cho tới khi nào mà nó chết rồi nó đi theo mình không? Hay là đó, khi mình vừa mới chết đi, nó thương, nó khóc, rồi 1 năm sau, 2 năm sau, nó cũng lấy vợ, lấy chồng khác. Nó đâu có chờ. 1 năm sau, 2 năm sau, nó cũng lấy người khác. Và nếu nó lấy người khác, thì cái chuyện gì xảy ra? If they remarry, what is the consequence? Chuyện gì xảy ra sau khi mà nó tái hôn, nó lấy người khác? You know, your house will be occupied by the new spouse. And your money will be spent by the new spouse. That's a fact. Tất cả những tiền bạc các quý vị lưu trữ lại được kiếp này, bây giờ khi chết thì cái người vợ hay cái người chồng mới đó, nó sẽ xài dùm. Và nhà quý vị nó sẽ tới ở dùm. Và cái giường quý vị nó sẽ leo lên nó nằm dùm. Và xe quý vị thì nó leo lên nó lái dùm. You enjoy it. Go ahead, do it. Các bạn thưởng thức cái đó thì cứ tiếp tục chơi. Okay, how do we practice and cultivate the metta? Here, I suggest only few, because too many, I just pick up few. Number one, you follow the Metta Sutra. Every night, every evening, we repeat Metta Sutra. Averohomi. What do we mean by Averohomi? May I be safe, may I be happy. So it means you have to look after yourself first. You have to be confident to look after your body. Eating, sleeping, not indulging into the luxurious item or intoxication so that you can kill yourself. You have to look after your body. Don't be worried about the future. Future will take care of itself.
Nếu mà nó phát triển về tâm từ, hàng ngày á, các bạn tụng cái bài kinh tâm từ Metta Sutra đó, là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho 500 cái ông tỳ khưu á, mà bị ma nó quấy á, mà tụng cái bài kinh đó là hết. Thế thì cái bài kinh đầu tiên nói gì? Averohomi là cái gì? Nguyện làm sao cho con được bình an, cho con được vui. Thế mình nguyện tức là mình xem lại cái mình đó, introspective contemplation. Không phải mở miệng ra nói là nguyện cho con được bình an là nói cái miệng, mà thực sự đó là phép thiền đấy. Bấy lâu nay sư muốn nói, tại vì quý vị học chưa tới đâu rồi sư không dám nói thôi. Bài kinh đó Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ khưu, Averohomi tức là hãy quan sát lại trong cái tâm các ông đấy, có cái từ chưa? Khi ông nói nguyện tức là ông cố xây dựng một cái tâm từ trong cái tâm của ông. Introspective contemplation of your metta. Khi mà tụng cái câu đấy không phải tụng qua miệng, mà nguyện rằng con sẽ cố gắng phát triển cái tâm từ trong cái tâm của con nè, thương tất cả chúng sanh, thương cái chúng sanh 7 tỷ chúng sanh ở trong cái thân con nè. Đấy. Thế bí mật nó là vậy, chứ không phải là cứ tối nào cũng giống như hát vậy đó, rồi cái ngủ cái quên mất tiêu, không phải. Phải thực sự thương cái 7 tỷ tế bào trong thân này, đừng có làm hại nó. Và phải phát triển cái năng lượng từ ở tự trong mình phải thương mình trước. Averohomi tức là thương tôi trước, nguyện cho tôi không bị nguy hiểm. Nguyện là sao? Tức là phải phát triển tâm từ. Rồi sau đó thương tất cả chúng sanh, thương những cái người cư sĩ, thương những cái người tu sĩ ở trong thiền viện này, thương tất cả chúng sanh, vân 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 ở trong cái bài kinh đó. Là phát triển từ cái đối tượng là chính mình, rồi đưa tới bên ngoài. Cái tâm từ nó trải ra như vậy. Không? Mình phải thương mình trước. As I mentioned before, what happens when you die? If you keep chasing the money, career, house, car, you're not loving yourself. You don't look after yourself properly. Tại sao sư mới nhắc rồi đó? Nếu các bạn không chăm sóc thân tâm các bạn, khi các bạn chết, tiền các bạn có người khác xài, nhà các bạn có người khác ở, mà các bạn thì đau khổ, như vậy có phải vô lý không? Tại sao mình không cố tu tập để mình phát triển tâm từ? The second method is according to the Buddha Gosha. Cái phương pháp thứ nhì là theo ngài Phật Âm, Thanh Tịnh Đạo á, ngài hướng dẫn. Many I see 100 different methods, it's just too much. Sư đã gặp ra trong hết tất cả, từ ở bên Tích Lan cho tới bên Thái Lan, thực tế cả hàng trăm cái cách để mà tu tâm từ này, nó không có cái nào giống cái nào. Mặc dù cái gốc rễ nó giống giống nhau, nhưng mà nó cũng thay đổi hình thức, thay đổi cách này cách kia. Riêng Thái Lan không á, cũng có cả hàng trăm cái chỗ dạy thiền từ mà nó dạy khác nhau hết, không có giống nhau. Nhưng mà đại khái cũng vẫn cuối cùng là cái gì? At the end, the outcome is you must develop the metta. Cuối cùng là các bạn phải có năng lượng từ. Làm cái gì thì làm, đi cách gì thì đi, đi ngang, đi dọc, đi hông, đi trên nóc xuống. Nhưng mà các bạn phải vào được trong cái nhà, tức là phải có tâm từ. What do you love about yourself? Yeah, buy a rose for yourself. Don't wait for somebody to give you a rose. Nếu mà nói rằng tình yêu, các bạn yêu các bạn là tâm từ đó. Nếu các bạn yêu các bạn thì các bạn làm gì đây? Đợi có người ta đem một cái bông hồng tới tặng mình hả? Đừng nên làm thế. Hãy mua cái bông hồng cho mình. Mình thích ăn bánh phải không? Đừng chờ người, đừng đợi tới người ta mua cái bánh cho mình. Hãy mua cái bánh cho mình ăn. Không? Hãy tự làm những cái điều mà mình ưa thích cho mình, có lợi lạc cho mình. Đừng chờ ai làm cho mình. Tại vì hễ mình chờ là mình bị lệ thuộc nơi cái việc đó. What do you love about yourself? Develop the metta. If you don't have the metta, how can you spread the metta to other people? Nếu các bạn không có cái năng lượng từ, làm sao các bạn chia cho ai? Trống rỗng à? Nó miệng, nó suông à? First, you have to develop the metta for yourself. You have to wish something for yourself. You can wish, no problem. It costs you nothing. You can wish
I wish I will be good. I wish I will not be hungry. I wish I can sleep longer. Whatever you want. Các bạn có thể nguyện, nguyện sao cho con được hạnh phúc, nguyện sao cho con ngủ lâu, ngủ dài hơn. Ngủ dài hơn cũng là hạnh phúc vậy. The condition for the metta, to develop the metta, you need four things. First, the foundation for the metta to develop. Second, progressive, non-stop and consciously progressive development. Number three, patient, always preservation and patient. Number four, continuously develop the metta according to the Buddha teaching. Cái thứ nhất muốn phát triển tâm từ, cái thứ nhất là các bạn phải có một cái nền tảng vững chắc để cho cái tâm từ nó phát triển. This morning I talk about the discipline already. Without the proper discipline, you cannot develop the metta. Like you growing a tree on the sky, it doesn't work. Tâm từ nó phải có cái nền tảng, và nền tảng đó là giới. Các bạn phải có tự kỷ luật. Giống như có đất á, thì mình mới trồng cái cây được. Nếu không có đất làm sao trồng cái cây, không lẽ trồng cây trên trời mà nó lên được. Tâm từ chỉ có thể phát triển trong giới, không có giới là không có tâm từ. Khẳng định rõ ràng như vậy. Cái điều thứ nhì phải có tinh tấn, tức là lúc nào cũng mong cầu sự tốt hơn về tâm từ. Và không ngừng, chứ không phải nói nay tôi có tâm từ, mai tôi thụt lui, không được. Cái thứ ba, luôn luôn kiên nhẫn, nhẫn nại. Lúc các bạn thực hiện tâm từ, các bạn sẽ phải đối phó những nghịch cảnh. Người ta mắng chửi, người ta hất hối. Và các bạn phải thương những cái người hất hối mình. Đấy là cách mà mình để tu tập tâm từ. Chứ không phải thấy nó hất hối những cái bắt đầu ý nghĩ xấu về nó rồi. Là tâm sân rồi chứ đâu phải tâm từ. Nó hất hối mình là cơ hội để cho mình phát triển tâm từ. Nó chửi mình là cơ hội để mình phát triển tâm từ. Ồ, bạn chửi tôi nhưng mà tôi trong ý này, tôi vẫn thương bạn như thường, tội nghiệp. Tại vì bạn chửi nhiều bạn sẽ đi xuống địa ngục. Thôi, năn nỉ đừng chửi nha. Tức là mình thương nó thực sự, đó là cơ hội để mình phát triển tâm từ. How many of you can do it? Bao nhiêu vị ở đây có thể là thực hiện được như vậy? See? Think easier speak than done. The English proverb. Ngạn ngữ nước Anh nó có một câu là mọi việc nói dễ làm khó. Nói dễ làm khó. In order to for the metta to develop, you need the mind to be calm, because it's foundation. Foundation for the metta is the mind. The mind must be calm, and the mind cannot be calm without the discipline. Các bạn cần cái tâm cho nó yên, tâm nó không có bị xáo động. Mà cái tâm chỉ có thể không xáo động là nó đi với giới. Tâm có giới thì không bị xáo động. Tâm mà không có giới, lăng xăng lúc nào cũng lăng xăng. Giới nó nằm ở nơi mắt tai mũi mà. Cho nên hễ tâm có giới kiên trì, đóng lại mắt tai mũi, giới nó giúp cho tâm từ phát triển. Không có giới tâm từ không có. And when you say may all beings be happy, that sentence must be uttered from a pure and non-violent mind, calm mind, to have the good impact. Khi các bạn nói rằng mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui, nói cái miệng không không có ích lợi gì đâu, nó không có ảnh hưởng gì hết. Phải nói với một cái năng lực từ nơi cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, và nó đều có cái năng lực là thương chúng sanh thật sự, trải được cái năng lượng từ ra thì nó mới có hiệu quả. Cái này cũng như thần chú thôi. Tại sao thần chú có người vừa mới nghĩ tới thần chú lập tức nó có hiệu quả, mà có người đọc cả ngàn lần nó không có hiệu quả? Tại vì đọc cái miệng không à, nó không có năng lượng, nó không có năng lượng. Xe thì có đấy, mà không có xăng đâu có làm sao chạy. Năng lượng không có, huân tu không có. The Buddha suggests two ways of cultivating metta.
I'm not going go into the depth of the two methods. The only one important factor consolidate two together, which is inside your heart. Are you telling the people? Are you seeing? Or are you having the idea about the meta with what you feel inside your heart? And you can only feel it if you truly experience suffering. Ở đây sư sẽ không có đi sâu vào hai cái lĩnh vực này, tại vì hai cái phương pháp này á, là nó đòi hỏi cả hàng quá trình, cả hàng hàng năm tu tập, và có rất nhiều quyển sách đã viết về vấn đề này rồi. Chính bản thân sư cũng có làm rồi, thành thử ra không đủ thời giờ đi sâu vào. Sư chỉ nói một cái điểm chính là thực lòng của mình, ở trong nội tâm mình có cảm giác ở trong lòng của mình là mình có tâm từ không, hay là mình chỉ nói miệng thôi, nói đãi bôi, nói để cho nói thôi. Nó có rung động không? Thấy con mèo chết, tâm mình có rung động không? Hay là mình chỉ thấy thấy nó tội nghiệp cho nó miếng bánh, mà trong lòng mình có rung động không? Chỉ khi nào quý vị rung động, khi quý vị nhận thức được rằng vạn vật sinh ra ở trên thế gian đều bị đau khổ, và nó biết đâu là quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. The Buddha say everything, every being is our relative for many lives. Con mèo đó có thể là thân nhân của chúng ta 8.000 kiếp trước. Và vì như vậy, chúng ta nhận thức được như vậy, thì cái tâm từ tự nhiên nó phát sinh liền. Tôi thương thân nhân tôi mà, phải không? Hoặc là cái người đó có thể là con tôi 800 kiếp trước rồi, cho nên giờ nhìn thấy con mèo, thương nó, thương như thân nhân. Và nhờ đó cái tâm từ mình phát triển. Cái vấn đề quan trọng ở đây vẫn là nhận thức được sự khổ. Và tâm từ là tiến trình để chuyển hóa cái sự khổ. Đức Phật dạy tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Và trong cái khổ đấy, Ngài nói nó có ba thừa: nhận thấy sự khổ, tức là thị khổ, rồi chuyển khổ, rồi chứng khổ. Thị khổ, chuyển khổ, chứng khổ. Thế thì meta development á, meta, sự tu tập về meta này đó, tâm từ này đó, là trong cái tiến trình để chuyển cái khổ. Tức là đã thấy khổ rồi mà dùng cái này để chuyển cái khổ thì nó mới chứng khổ. Đây là tiến trình nha. This is another another way. And also in the Metta Sutra, you always say, may I be free of enmity. I and all beings in this village and in this viharas will be fine, okay, everything. It's just the repetition so that it can create the Metta in consciousness. Đây là cái cách chúng ta tụng, nhưng mà chúng ta phải để chuyển tâm, để cho cái tâm mình nó rung động, thì cái thức á, nó mới chứa được cái tâm từ. Còn nếu chúng ta chỉ tụng ngoài miệng không à, vô ích, không ích lợi gì hết á. Cho nên nó sư nhiều lần nhắc quý vị, một là để kinh chuyển quý vị, hai là quý vị chuyển kinh. Khi quý vị tụng mà thiết tha cái tâm của mình nó có rung động thì mình đang chuyển kinh đó. Mà mình chuyển kinh là chuyển khổ, mà chuyển khổ là ra khỏi đau khổ. Phật nói rất rõ, phải thị khổ, chuyển khổ, chứng khổ. Nếu không chuyển không được. Cho nên ngay cả tụng kinh là một phương pháp tu. Nếu quý vị cái tâm nó rung động mà thực sự chuyển được là quý vị đang thành công. Còn mà tụng để cái chữ không nó chạy, không ít lợi gì hết á. Sư thấy rất nhiều người, sư đi nhiều đạo tràng cũng vậy, tụng hay lắm nhưng mà toàn chữ không à. Tâm nó không có rung, tâm nó không có cảm nhận. Mà tâm không có cảm nhận là không có năng lượng. That's another method. Okay, I suggest a program. Number one, acknowledging of suffering. You have to see the suffering. Number two, the self-discipline in movement and thought. Number three, develop mindfulness. Number four, prevention elimination process. Number five, develop forgiveness and let it go. Number six, continuous meditation with visual image. Number seven, introspective contemplation. Number eight, engage in social charitable activity consciously. Number nine, review program every week. That's the program I suggest you to develop the metta. Đây là cái chương trình sư đề nghị thôi, gợi ý cho quý vị muốn phát triển tâm từ. Thứ nhất, phải nhìn thấy sự khổ ở đời. Tất cả cái gì cũng đều khổ hết, sinh lão bệnh tử là khổ, không có ăn là khổ, không ngủ là khổ, phải thấy rất rõ như vậy.
Phải thấy tất cả không những mình khổ, chúng sanh đều khổ, vì như thế này, vì cái kia, đủ các thứ, phải thấy cái sự khổ đó trước. Không thấy sự khổ thì không có chuyện khổ đâu. Phải thấy khổ. Cái thứ nhì, phải tự kỷ luật trong các hành động và trong các cái tư tưởng. Tư tưởng mình biết thôi chứ ai biết gì trong đầu mình. Nhưng mà mình phải kỷ luật nó. Các cái tư tưởng bất thiện, nhặt bỏ, vứt đi, đừng bao giờ nghĩ tới. Tư tưởng bất thiện là gì? Là những cái tư tưởng tạo nên sự xúc cảm, ưa thích cho mình. Unwholesome thought is the one actually create emotional feeling in our body. We have to eliminate it. Tất cả những cái tư tưởng, ý nghĩ mà tạo nên sự xúc cảm, mà tạo cho nên cảm giác dục lạc xảy ra trong thân, trong tâm, phải dẹp bỏ đi, tại vì những cái đó đều đưa tới sự khổ. Thứ ba, luôn luôn tỉnh giác. Thứ tư, áp dụng cái tiến trình ngăn ngừa và loại trừ. Thứ năm, tập tha thứ và quên luôn đi. Sau khi người ta xin lỗi, mình quên luôn dục đi, tại vì nếu mình còn giữ thì mình khổ. Người ta không khổ mà mình khổ, phải không? Mình bị khổ tâm. Cho nên tha người ta rồi quên luôn đi. Nếu quý vị không tha, quý vị làm gì nhau? If you don't forgive her or him, what can you do? Nếu quý vị không tha, quý vị làm gì nhau? Bắn nhau, giết nhau à? Tốt hơn tha đi. Tha rồi dục luôn. Đừng có nghĩ trong tâm nữa. Như vậy nó mới có tâm từ. Cái thứ sáu, luôn luôn hành thiền với một cái hình tượng ở trong đầu. Thí dụ như cha mình là người mình thương nhất, mẹ mình người mình thương nhất, đem cái hình đó ra trước mặt. Và mình ao ước là mình, người đó còn sống, mình làm cái gì cho người đó, nấu cơm cho người đó ăn, nấu nước cho người đó uống, hay là bóp tay bóp chân cho người đó đỡ đau. Mình có cái khởi lên cái niệm như vậy. Và cái tiến trình như vậy nó tạo nên cái tâm từ, năng lượng từ. Cái thứ bảy, luôn luôn quay về bên trong, phát triển cái nội tâm, sống trong nội tâm, thương yêu. Chứ đừng có ích kỷ. Ích kỷ với chính mình nè. Hững hờ là ích kỷ đó. Tham ăn tham ngủ là ích kỷ. Không biết rằng cái nguy hiểm nó xảy ra cho thân. Hút thuốc, uống rượu là những cái hại cho thân, mà mình đã hành xử một cách vô lý, tự mình hại mình. Thì bây giờ chúng ta lúc nào cũng quay vào bên trong. Thứ 8, luôn luôn tham gia những công tác từ thiện xã hội một cách có ý thức, chứ không phải vô thức. Thấy người ta làm mình cũng bắt chước làm, cái đó không có lợi. Làm để phát triển tâm từ. Thí dụ như phóng sanh, thương nó quá, nó bị dao thớt, mình á, phóng sanh cho nó. Phóng sanh là một loại xã hội thôi mà, từ thiện chứ có thực tế gì đâu. Nhưng mà nó tập cho mình á, là cái lòng yêu thương, phát triển lòng yêu thương. Và thứ 9 là mỗi một tuần đều có dành thời giờ coi lại từ tuần rồi mình làm cái gì, đã cái gì đã làm được, cái gì chưa làm được, tại sao không làm được, để mình tiếp tục phát triển nữa. Còn nếu mình không làm như vậy thì á, coi như là mình giỡn chơi, không có ích lợi gì hết. Giống như đi học á, ta làm bài, xong rồi phải ôn, ôn rồi làm bài, rồi mới thi, cuối năm mới thi chứ. Còn nếu không có làm bài, cuối năm rớt chứ sao? Không, đi tới trường học á, rồi giáo sư giảng, giảng xong rồi á, đưa bài không thèm làm. Không thèm làm thì cuối năm sao? Rớt. Làm sao mà đậu được? Bài tập mà không làm là phải rớt rồi. Học cái gì cũng vậy. I compose a poem about the breathing the metta. We call breathing metta. Sư làm một cái bài kệ như thế này để tu tập tâm từ. Khi quý vị mà ngồi tu tâm từ, quý vị có thể lựa hai câu thôi. Thở vào oan trái tiêu tan, thở ra phiền não hóa vàng yêu thương. Cần 2 hay 4 câu thôi, chứ không cần nhiều. Sư để đây là tùy quý vị, để cho quý vị tự chọn. Thở vào yêu cả thế nhân, thở ra tay chỉ mộ phần là đây. Thở ra thấy cái mộ thì biết rồi, không có chấp nhất, cho nên tha thứ người ta được. Đấy, tất cả những cái đấy. Thở vào chân bước thông dong, thở ra tha thứ ai đồng lỗi lầm. Thở vào cứ thông dong, chuyện gì đến đến, không cần không quan tâm. Mà thở ra người ta có lỗi, mình không có lỗi, tha thứ người ta, quên luôn, không có quan tâm nữa.
Cuối cùng là thở vào, chỉ biết thở vào, thở ra, dò xét hơi nào đi ra, chỉ chú tâm vào hơi thở, thì tất cả những phiền não này đều bị giải hóa hết. The important point here, if you can realize the metta, you can appreciate the metta and can penetrate the metta, is you actually penetrate impermanence, because you see everything impermanent, so you can develop the metta. Chỉ khi nào các bạn thấy các pháp đều là vô thường, cho nên các bạn mới phát triển được cái tâm từ. Tôi chỉ có một cơ hội này thôi để yêu thương. Và khi tôi chết rồi không còn cơ hội khác để yêu thương nữa. Và vì như vậy mới phát triển tâm từ nổi. Và vì như vậy con mình nó có nói gì mình cũng tha được. Chồng mình nó có đi vợ bé mình cũng tha luôn. Tại vì mình chỉ có một cái kiếp sống này thôi. Không có cái kiếp thứ nhì. Even your husband commit adultery, you say, okay, that's okay, forgive you. Because you have only one life. You are not going back to marry him again. Các bạn sẽ không quay trở lại để mà cưới cái ông chồng đó nữa đâu, kiếp nữa. Cho nên kiếp này thôi, bây giờ ông có làm lỗi gì, thà hết rồi bỏ. Tại vì á, mình có muốn gặp ông nữa không? Do you want to see him or her again? Các bạn có muốn gặp người vợ, người chồng của các bạn kiếp nữa không? Nếu không thì thôi, thà đi, không, không. Forgive him and forget everything. Harmonious reflection, go to the beach, go to somewhere quiet, and spend about half an hour reflecting inside, outside, to develop the metta. You love the natural environment. Hãy đi tới những cái vùng yên tĩnh như bờ biển, ngồi lắng thở, đem cái không khí bên ngoài, đem vào trong tâm, để chi, để phát triển cái lòng từ. Khi quý vị nhìn biển, tâm quý vị mở lớn như biển vậy đó. Nó không còn ích kỷ nhỏ mọn nữa. Và cái tâm mình sống như biển vậy đó. Nó rất là rộng lớn. Mình phải tập thôi, mượn phương tiện để mình làm. Ok, Buddha said about 40 kinds of the meditation for the metta. I'm not going to go into that. I only pick up one. The contemplation on the body. The dead body. Ở đây 40 loại thể thiền, Đức Phật đều có nói dính mắc tới cái metta, cái phát triển tâm từ. Ở đây sư không có đi sâu, sư chỉ nói, chọn một cái. Đó là quán tử thi. Tại sao quán tử thi lại có dính líu tới tâm từ? Tại vì các vị thấy cái thân của mình nó tan rã, chính thân của mình này, nó sình lên, nó tan rã. Và từ đó thương mình. Thương mình trước nè. Tại vì tôi sẽ tan rã như vậy, rồi nó sẽ đục. Tôi đừng có làm ác nữa, đừng có ích kỷ nữa. Tại vì dòi nó sẽ đục tôi, xương xe tôi sẽ tan, nó sẽ sình lên, không có gì quý giá hết. Cho nên bây giờ tôi làm được gì cho cha, cho mẹ, cho con, cho bạn bè, tôi làm hết sức, tôi không có tiếc. Thì tôi sẽ phá được cái ngã, tức là ích kỷ, cái tính ích kỷ của mình phá được. Tại vì mình thấy rất rõ khi tôi chết, sình lên, thúi, nó không có lắc cái gì hết. Thì mình sẽ bỏ được cái ngã, bỏ được cái sự ích kỷ. Mà một điều quan trọng quý vị nên nhớ, khi phá được cái ngã là chứng Sotapanna, chứng tự đạo hoàn. If you can cause destruction to the selfishness through that process, not only you develop the metta, but also you attain the Sotapanna. Không những nếu các bạn cứ quán tử thi, khi mình chết nó như thế này thế kia, là các bạn đã phá được cái tánh ích kỷ, các bạn sẽ chứng được cái tự đạo hoàn. Không những phá được cái ích kỷ về ngã mà lại còn chứng được tự đạo hoàn, rất là có lợi. Cho nên đối với sư hằng ngày sư đều quán tới cái chết không à. Chút xíu nữa đây tôi chết, tôi làm gì? Cho nên không để tâm tới cái gì đó, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, chuyện của các người ráng các người chịu. Năn nỉ lại sư nói này kia không, thích đi đi, thích ở ở. Có nhiều người lại cứ càm ràm với sư, nó còn đi chỗ này được không? Thích thì cứ đi đi. Mà sư nói rồi đi đừng quay lại. I don't welcome any returner. Sư nói đi đi luôn đi, đừng có bao giờ quay lại. Sư không có mời chào quay lại đâu, phiền lắm. Không, đi được là mừng rồi, cứ đi. Nó ở đây được lợi lạc biết bao nhiêu rồi mà tới chừng nó cứ năn nỉ, nó con đi chỗ này, con đi chỗ kia. Sư nói thôi khỏi nói, sư đi luôn đi cho nó xong. Live in the now, sống ngay bây giờ, đừng có đợi tới ngày mai mới làm việc thiện. Đừng đợi tới ngày mai mới tu tập tâm từ. Chết rồi đó, là cái xác chết, nó không có tâm từ đâu, nó thú hình à. Cho nên hãy tu tập tâm từ nào. Develop and cultivate metta now. Don't wait until tomorrow.
not to wait. The Buddha reprimand the Ananda. Hãy tập hành thiền này, Ananda, không nên chậm trễ, e rằng con sẽ ân hận về sau. Đây là lời truyền dạy của Như Lai với con. I borrow this sentence to send it to you. Đức Phật dạy cho Ngài Ananda là thị giả của Ngài, và sư mượn cái câu này để gửi gắm tới quý vị. Hãy thực hiện ngay bây giờ đi, đừng để tới ngày mai mà sẽ ân hận. Và sẽ ân hận. And that is the end today. Do it now. Even in your eating lunch, you have to be mindful. You have to be careful with your eating because you love your body. You love your beings. Not just enjoy eating, not just indulging in the sensual pleasure because you destroy yourself. Trong bữa ăn sắp tới, hãy ăn trong tỉnh giác, ăn trong chánh niệm. Đừng quan tâm ăn bao nhiêu. Không ai quan tâm, không quan tâm ăn nhanh, ăn chậm. Lý do ăn chậm là tại vì quý vị không có thể nhận biết được liền, cho nên phải ăn chậm bước đầu thôi. Khi quen rồi, cứ thả ra, ăn thả thoải mái. Cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh. Và ngọt biết ngọt. Cái nào mà không biết thì cẩn thận là mình đã làm thương tổn chính cái tâm từ của mình. Mình có không có thương yêu nó, cho nên mình ăn bất cẩn. Ăn bây giờ ăn phải cẩn thận để phát triển tâm từ. Và thấy rằng là nó vừa đủ no, dẫu là có ngon mấy cũng ngưng, đừng ăn nữa. Tại vì nó vừa đủ no rồi thì thôi. Còn nếu mình tiếp tục ăn nữa, tức là mình làm cho cơ thể phải vận động nhiều, cái bao tử vận động nhiều, cái não nó đem máu xuống, cái máu đem xuống nuôi bao tử, nó không nuôi não, thì tội nghiệp cho cái thân của mình. Cho nên mình ăn dẫu có ngon cũng ăn vừa đủ. Đó là cách phát triển tâm từ. And I wish you to have a nice lunch. Mà sư nguyện cho các vị có một bữa ăn trưa thật là ngon lành. Tuyệt vời.